khi sử dụng nước muối sinh lý cho trẻ nhỏ, không phải lúc nào cũng nên dùng nước muối sinh lý NaCl 0,9% để rửa mắt, mũi, họng cho trẻ nhỏ, nhất là trẻ sơ sinh. Đây là sai lầm mà nhiều bà mẹ Việt Nam mắc phải với tâm lý phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nước muối sinh lý có tác dụng sát khuẩn, vệ sinh mắt, mũi, họng, song sản phẩm này không có tác dụng phòng bệnh. Vì vậy, khi sử dụng sản phẩm phải đảm bảo yếu tố hợp lý, tránh lạm dụng. Do đó, các bậc phụ huynh chỉ nên dùng nước muối sinh lý để rửa mũi, loại dành cho mũi, cho trẻ trong trường hợp trẻ bị bệnh như ho, sổ mũi, v.v. Trưởng khoa tai mũi họng Bệnh viện Nhi Nguyễn Tuyết Sương cho biết, khi trẻ bị viêm tăng tiết, đường mũi họng dễ nhiễm khuẩn hơn, khi đó nên dùng nước muối để rửa cho bé bớt đờm dãi họng. Khi đứa trẻ bình thường không bị tăng tiết, không có đờm dãi thì không nên rửa mũi, họng cho con, bác sĩ Sương cho biết. Trước quan điểm của nhiều bà mẹ hiện nay, dùng nước muối rửa hàng ngày như một cách phòng bệnh cho con, bác sĩ Sương cảnh báo đó là hiểu biết sai lầm, cần phải thay đổi ngay. Một là tạo tâm lý cho đứa trẻ lúc nào cũng bị bệnh, khiến trẻ sợ hãi, quấy khóc. Hai là kỹ thuật của mẹ không tốt trong khi rửa mũi họng cho bé, dãy giụa khiến đầu bình xịt cọ vào thành mũi sẽ làm mỏng thành mạch mũi, có thể làm bé bị chảy máu mũi. Đặc biệt, nếu rửa mũi cho trẻ ở tư thế không đúng, gây bệnh viêm tai cho trẻ, nhất là đối với trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh. Những trẻ em nhỏ này vòi từ họng đến tai ngắn và mở nằm ngang, nên rửa không đúng sẽ làm cho nước muối trào lên tai, gây ra viêm tai. Trừ trường hợp bé bị viêm tai có mủ, không thể dùng bông tăm ngoáy được thì bơm nước nhẹ vào rồi thấm khô tai. Hiện nay, nhiều bà mẹ cũng dùng nước muối sinh lý để nhỏ mắt, có tác dụng làm sạch mắt cho con, nhất là đối với trẻ sơ sinh. Theo các chuyên gia y tế, nước muối sinh lý NaCl có 3 loại, gồm loại để tiêm truyền, loại để nhỏ mắt mũi và loại để súc miệng rửa vết thương. Các bậc phụ huynh không nên lạm dụng nước muối sinh lý dạng chai to để rửa mũi cho trẻ và tự ý mua xi lanh để bơm rửa mũi, họng cho con, mà nên sử dụng loại chỉ định cho mũi, thường đóng lọ 10ml. Xi lanh không phải là dụng cụ để bơm nước muối sinh lý vào mũi vì nó là vật có đầu cứng, dễ gây xước thành mũi. Với bệnh về mắt, các bậc phụ huynh nên chọn loại có biểu tượng con mắt ngoài vỏ hộp hoặc ghi rõ là nước muối sinh lý nhỏ mắt, thường đóng lọ 10ml, tuyệt đối không dùng nước muối tự pha để nhỏ mắt. Các bậc phụ huynh cũng cần lưu ý đến việc vệ sinh lọ thuốc, tránh nhiễm bẩn đầu chai thuốc, không được dùng nước muối sinh lý quá nửa tháng khi mở nắp. Riêng đối với dung dịch nước muối sinh lý chai to dùng để tiêm truyền, yêu cầu về độ tinh khiết và vô khuẩn rất cao, chỉ dùng khi có chỉ định của nhân viên y tế. Người dân tuyệt đối không tự ý tiêm truyền vì trong quá trình ấy sẽ có nhiều nguy cơ với sức khỏe. Tư thế đúng khi rửa mũi cho con. Khi trẻ có dấu hiệu chảy nước mũi, ho, hắt hơi, mẹ nên nhỏ 1-2 giọt nước muối sinh lý 0,9% cho trẻ. Sau đó yêu cầu trẻ tự xì mũi thật mạnh ra để làm sạch. Đối với trẻ dưới 1 tuổi, mẹ có thể dùng dụng cụ hút mũi để hút đờm trong mũi. Khi rửa mũi cho con, nên để trẻ nằm nghiêng, đầu thấp mông cao để khi bơm nước muối sẽ không bị chảy vào phổi. Các mẹ nên dùng nước muối sinh lý có đầu mềm, xịt nhẹ nhàng liên tục, tránh tạo áp lực xịt mạnh vào mũi con. Khi đó nước đờm dãi sẽ theo dòng chảy ra để giúp khô thoáng đường mũi họng. Khi trời lạnh, nếu muốn nhỏ mũi cho trẻ, cha mẹ nên ngâm lọ nước muối sinh lý vào nước nóng để làm ấm khi nhỏ cho trẻ nhé. Gọi hotline để được tư vấn bởi các dược sĩ chuyên môn 0929 197 777. Follow kênh để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích mỗi ngày nhé.